Rồi chị nào mà sắp tới mình chuẩn bị làm xui hay là mình đi tiệc cưới, đi sự kiện, các chị có thể tham khảo trên cái mẫu em đang mặc trên người ha. Mẫu này sẽ là D20097, áo dài dạ hội, tông màu sẽ là màu tím cạc, rất là ngọt ngào luôn đúng không ạ? Màu sắc cực kỳ trẻ trung mà lại không bị kén da hay là quá là kén tuổi. Chị nào mà yêu thích những cái tông nhẹ nhàng thì các chị có thể tham khảo cho em cái gam màu này ha. Em sẽ có size cho các chị mình từ 45 cho tới 75kg mặc vừa. Và sẽ có cho các chị mình là 7 tông màu. Mẫu này thì em sẽ lên cho mình là chất lụa tầm ý nha. Mềm mịn mát, hai tà áo mặc cực kỳ thoải mái luôn, mặc che khuyết điểm bụng rất là tốt nè. Ở bên trong thì em sẽ lót váy như thế này để thay thế cho quần luôn các chị ha. Còn phần tay áo thì ở phía trên nó sẽ có phối lưới để tạo cảm giác cho mình là trẻ trung và nhìn nó sang trọng hơn. Chị nào mình quan tâm cái mẫu đầm của em đang mặc á thì các chị mình để lại giúp em chiều cao, cân nặng, số đo và để lại số điện thoại để bên em tư vấn kỹ hơn cho mình ha.